Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Kính thưa quý anh chị trước mặt quý vị và tất cả các bạn là chiếc xe Mazda 2 của nhà Mazda Ở trong tháng 6 này thì Mazda đặc biệt là Mazda 2 đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt và sâu À, từ mức giá chỉ khoảng hơn 400 triệu cho tới mức giá khoảng hơn 600 triệu đồng Chính vì vậy trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ cập nhật bảng giá khuyến mãi mới nhất Của dòng sản phẩm từ Mazda 2 dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết đăng ký kênh của đội ngũ 2 Car Và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của đội ngũ Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là dòng sản phẩm Mazda 2 Thì chúng ta có cả là phiên bản sedan và cả phiên bản hatchback nữa với phiên bản hatchback là phiên bản sport thì sẽ nhìn trông khỏe khoắn hơn và cũng như nhìn có sự cá tính và bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản Mazda 2 Sport Deluxe với mức giá bán là 519 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình giảm giá là khoảng từ 30 cho tới 40 triệu đồng. Và lăn bánh xong tại Hà Nội thì các quý anh chị bao gồm tiền thuế 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng ký, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì tổng cộng sẽ chỉ khoảng là 580 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý đang có hỗ trợ đó chính là um, 80% giá trị của chiếc xe dành cho các quý anh chị chúng ta vay trả góp nghĩa là mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp quyết là 20% thôi tương ứng khoảng 100 47 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể sở hữu và lấy xe được rồi. Còn dành cho những quý anh chị mà chúng ta mà có ý định nâng cấp cái dòng sản phẩm xe của mình lên thì chúng ta có thể sử dụng phiên bản Luxury, phiên bản mà quyết nghĩ rằng sẽ tốt hơn ở thời điểm tại thay vì phiên bản Deluxe vì cái mức giá bán ở thời điểm tại chỉ là 512 triệu, cao hơn khoảng 20 triệu so với phiên bản Deluxe thôi Và lăn bánh xong thì chúng ta cũng chỉ nhìn khoảng hơn 20 triệu đó chính là 600 triệu khi mà chúng ta lăn bánh xong tại Hà Nội và khi mà anh chị chúng ta vay trả góp khi mà đại lý hỗ trợ 80 phần giá trị của chiếc xe thì anh chị cũng chỉ cần chuẩn bị 167 triệu là chúng ta đã sở hữu được dòng sản phẩm này rồi khi cái lãi suất ở ngân hàng bây giờ chỉ khoảng 10 phần trăm một một tháng là một năm uh, tương ứng với cả khoảng tầm 10 triệu là anh chị chúng ta đã có thể vay trả góp được rồi Uhm, đặc biệt hơn nữa là với cái lãi suất là khoảng 10% thì anh chị có thể tất toán bất cứ lúc nào mà không sợ bị mất phí phạt khi mà cái lãi suất bây giờ đang cực kỳ ưu đãi. Chính vì vậy mọi người cứ inbox trực tiếp hoặc gọi điện vào hotline để biết thêm thông tin chi tiết. Còn đối với anh chị chúng ta đang quan tâm đến phiên bản premium là 619 triệu đồng thì ở thời điểm tại lăn bánh xong sẽ là 652 triệu. 652 triệu mọi người nhá. Nếu mà vay trả góp thì các quý anh chị chúng ta sẽ được hỗ trợ là 80% phần trăm giá trị của chiếc xe Mọi người chỉ cần chuẩn bị 20% thôi là chúng ta đã sở hữu được rồi Với mức giá là khoảng 197 triệu là quý anh chị chúng ta đã lăn bánh xong Bao gồm tất cả các tiền thuế Còn nếu mọi người đang quan tâm đến phiên bản sedan Thì ở thời điểm hiện tại phiên bản sedan đầu tiên Đó chính là phiên bản AT Có mức giá thấp nhất đó chính là 415 triệu Cực kỳ thấp Thấp hơn rất rất là nhiều so với các hãng xe đối thủ Với mức giá bán như vậy Thì lăn bánh xong đối với phiên bản Mazda 2 Phiên bản sedan chỉ là 496 triệu đồng mà thôi Khi mà lăn bánh xong Đặc biệt hơn nữa là ở trong thời điểm Tháng 6 này Quyết xin được nhắc lại là Nếu chính sách thuế được thông qua ở Trong tháng 7 thì các anh chị chúng ta còn sở hữu Chiếc xe này chưa đến 400 triệu Chưa tới 400 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi Rất là hợp lý đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản Mazda 2 Sedan Dulux Phía phiên bản Sedan Dulux thì ở thời hiện tại chúng ta sẽ có mức giá bán là 509 triệu đồng 509 triệu và lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ là 569 triệu đồng mọi người nha 569 triệu và quý à, anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp quyết đó chính là 153 triệu đồng là chúng ta đã sẽ sở hữu phiên bản à, năm 2023 phiên bản Mazda 2 Deluxe. Với phiên bản mà mọi người muốn lấy sự cao cấp hơn, sang trọng hơn thì chúng ta có thể cân nhắc đó chính là phiên bản Luxury. Phiên bản Luxury ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có mức giá bán đó chính là 494 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì xe phiên bản luxury nhiều hơn chính vì vậy chúng ta sẽ có cái mức giá khuyến mãi tốt hơn và lăn bánh xong tại thời điểm hiện tại đối với phiên bản luxury đó chính là 569 triệu đồng. Với phiên bản luxury thì anh chị chúng ta cũng chỉ cần chuẩn bị là 162 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu và lăn bánh được đối với phiên bản Mazda 2, phiên bản Luxury rồi. Thì nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý. Và phiên bản cuối cùng mà quý muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là phiên bản Mazda 2, phiên bản sedan premium có mức giá bán là 599 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi lên tới là 50 triệu đồng và làm bánh xong đối với phiên bản Mazda 2 phiên bản Premium sẽ là 636 triệu đồng dành cho anh chị mới chuẩn bị sẽ là 172 triệu đồng là các anh chị chúng ta đã sở hữu được dòng sản phẩm sedan phim bản premium rồi với bất cứ một thắc mắc nào thì anh chị chúng ta vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý cảm ơn mọi người lần nữa và đừng bỏ lỡ các video tiếp theo bằng cách là ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông bên cạnh để ủng hộ đội ngũ Happy có thể ra được nhiều clip hay hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều phải like hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe.